Biết hôn không em? Chưa có quen ai sao biết hôn. Em cũng chưa giờ nắm tay anh trai bao giờ. Chưa luôn hả? Nửa bên kia là anh đã khắc tên anh lên rồi. Nếu mà em có cho anh cơ hội á, thì nửa bên kia điền tên của em. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Đó. Em tên là Nguyễn Hữu Minh, năm nay 32 tuổi, hiện nay em đang làm kỹ thuật viên điện tử. Quê ở đâu? Quê ở thành phố luôn. Thành phố luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Thị Ngọc Huyền và em 28 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên marketing tại công ty Yến Xào. Rồi. Huyền 28 tuổi. Thì giới thiệu một xíu về bản thân, điểm mạnh, điểm yếu của em đi Kinh. Dạ, em thì bạn bè nó hay nhận xét là em là người sống rất là tình cảm. Nhiều khi giúp đỡ em một lần thôi mà em cứ năm nào cũng đem bánh trái và cho hết trơn á. Năm nào đem bánh trái luôn á hả? Dạ, tại vì họ, dù sao đi nữa thì họ đã có cái tình giúp đỡ mình rồi nên mình cứ nhớ mãi. Vậy chúc em có, anh có cơ hội nào anh giúp em điều nào với không? Dạ, nhà em có trồng mít cho nên là hay hái mít cho anh chị ở công ty ăn á. Năm nào cũng có mít nha. Dạ. Đặc biệt cực kỳ là bạn em mới nói là mày rất có biết cách quan tâm người khác. Ví dụ như là nó bệnh thì nó cũng không có nói là ừ đi mua thuốc về cho tao hay gì đó. Em chỉ thấy nó bệnh rồi cái em xách xe máy em chạy ra ngoài em mua thuốc về đưa nó uống cái vậy thôi á. Em ơi, cái ưu điểm mua thuốc đó em coi lại một xíu. Em mới nghe bạn em bệnh em chạy mua thuốc về biết nó bệnh gì nó uống. Dạ, tại em để ý ví dụ như là nằm bệnh mà ho hay rồi là biết bị cảm. Trời ơi, chưa hay chắc quá làm bác sĩ luôn trời. Như vậy nó hơi nguy hiểm, tới nhiều khi á em thấy ho em tưởng đâu thuốc bị cảm em mua thuốc cảm, nhiều khi người ta bị phổi thì sao, đúng không? Cái này là phải xem lại thôi. Dạ, còn về khuyết điểm thì em nói nhanh lắm, nhiều khi nói xèo người kia hả mở mắt ra nói xong mày nói gì tao không hiểu hết trơn á. Dạ, hôm nay là em khống chế dữ lắm rồi đó. Rồi thôi, cứ nói xả sụt rồi coi nhanh cỡ nào nha. Bằng nam, ưu điểm khuyết điểm là gì? Em là người hiền lành, thật thà, không rượu bia, không hút thuốc, biết nấu ăn, đó là ít nói, nhát gái. Nhát lắm hả? Dạ. Thấy con gái là nhát hả? Ý là thấy mà người mình thích đó, mình nhát hả? Mấy người thích mới nhát. Dạ. Còn không thích là không có nhát. Dạ. Thử coi họ nhát cô đó không nha. Em có mấy mối tình rồi? Chính thức thì em chưa yêu ai. Hả? Yêu Đơn Phương rồi. Yêu Đơn Phương lâu không? Không, một hai tháng vậy. Trời ơi. Em 32 tuổi rồi, có khi nào nằm mơ em có hôn ai đó không? Dạ. Có chứ. Có hả? Dạ. Hôn trai hay gái? Hôn gái. À được. Kiểm tra về giới tính thôi. Ồ, tôi nghi quá à, 32 tuổi chưa có mối tình nào luôn hả em? Ừ. Trời đất ơi. Hiền quá mà nhát gái thôi. Chứ có nằm mơ thấy hôn ta. Ủa em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, về tình trường sử thi thì em thiệt luôn là giờ em cũng chưa có mối tình nào hết trơn á. Không lẽ cặp này trời sinh hiếm à? Cặp này hiếm lắm á. Bạn nào cũng mặt mày xinh xắn mà sao tự nhiên không ai có mối tình nào hết trơn vậy? Tại chắc em không biết nói chuyện á chị. Nói á. Nãy giờ em nghe nói với người ta lát người ta chửi. Sao vậy? Sao vậy? Nói bạn gái lát hai người gây lộn. Sao vậy? Không biết. Em ít nói mà sao em nói chuyện vô duyên lắm hay sao gây lộn? Không biết, cái lại không biết nói lãng mạn. À, không biết nói lãng mạn. Nhưng mà thích gái không? Tôi nói thích vậy, thích là lâu vậy. Chắc không? Chắc. Lúc mình đang nằm mơ mình thấy mình đang hung giật mình thức dậy thấy sao? Thấy bình thường vậy. Trong người không có gì bất bình thường hết hả? Đâu bình thường. Thì không trong mơ thì sao không biết được cái gì vậy? Rồi sao nữa? Rồi cái thức dậy xong rồi sao nữa? Thức dậy giữa mặt làm cái gì? Rồi bây giờ nếu mà được thì bao lâu mình tính tới hôn nhân được? Chắc khoảng một năm rưỡi. Rồi, ở quận 8 vậy. Có nhà chưa? Ờ, có một cái nhà nhỏ gì. Có nhà nhỏ rồi, em ở mình hả? Dạ. Rồi, vậy là tốt quá ha. Tốt rồi. Rồi em biết hôn không em? Chưa có quen ai sao biết hôn. Nhưng mà trong giấc mơ có thấy được tận rõ cái hôn không? Em hôn hay là em thấy người ta hôn hay là em thấy em đang hôn? Thấy em đang hôn. Đang hôn ai? Ừ, trong mơ thì sao không nhớ chị? Có hôn thôi hả? Có làm gì nữa không? Hả? Không.
Trời ơi, hiền. Hồi xưa giờ nhát vậy luôn em hả? Để anh Quang coi đàn gái sao rồi. Cổ mà hiền nữa chắc mệt luôn à. Chào em gái. Dạ, chào anh. Bạn bên này hiền dễ sợ không? Mới nằm mơ thấy hung rồi đó. Em có nằm mơ thấy lần nào chưa? Dạ chưa. Em cũng chưa bao giờ nắm tay trai bao giờ. Chưa luôn hả? Em có thấy cặp nào người ta đứng hôn nhau chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Lúc đó cảm giác mình sao? Nó bình thường lắm anh. Tại em không có... Tại không mình chưa có cảm được. Có khi nào em nghĩ em sẽ hôn người yêu của em không? Có. Có hả? Vậy chút mình làm thử nha. Bên đây cũng hiền, bên kia cũng hiền luôn. Nhưng mà hai người mà hiền quá thì rồi làm ăn gì được không trời? Em muốn người nó như thế nào? Em cao 1m45 cho nên là bạn trai mà cao 1m44 là không được rồi. 50. Cái thứ hai nữa là phải có hiếu. Thứ ba nữa là phải biết kiểm soát cái cảm xúc của mình. Em không cần giàu, cũng không cần chức vụ cao, nghèo cũng được. Nhưng mà phải có ý chí, phải có nghị lực cầu tiến. Bây giờ nói mình đó, mình cảm giác mình có được bao nhiêu phần trăm em trai? Cũng 70. 70 ha. Cũng hiền khô bên kia cũng hiền đúng không? 70 là quá tốt rồi. Em có mong muốn tìm người yêu lý tưởng của mình không? Có. Thế nào? Người nó cao từ 1.5m trở lên. Đây có 1.45. Ở 1.50 đến 1.60. Ngoại hình 40 mấy à? Được không? Được. Rồi sao nữa? Biết chăm lo gia đình. Cô kia chăm lo được đó. Biết kính trên nhường dưới, không có mà lẹ lẹt quá. Bên này đơn giản lắm. Vậy đó được. Được hả? Đủ rồi đó. Em không thích gì ở người phụ nữ? Nó là ít nói. Cô cũng ít nói đó. Ồ, anh thấy nãy giờ nói nhiều mà. Nói cũng nhiều đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ, hôm nay em đi với chị họ với hai, với người anh họ với bạn em. Xin chào anh Quyền Linh và Cát Tường ạ. Hôm nay em là chị của Quyền. Thấy bạn trai thì cũng được, cũng dễ thương. Hy vọng là hai đứa có thể nắm tay nhau hôn đi nhau suốt cuộc đời. Chị có mong muốn hồi cặp này hôn nhau không? Nhiều khi nó mắc cỡ quá, nó hôn thấy nó ngại. Bạn trai hôm nay đi với ai? Dạ, em đi với hai người dì và Dượng ạ. Chào dì. Dạ, chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường, dạ. Chào quý vị khán giả. Em là dì Năm của Minh. Thấy hai đứa cũng khá hợp. Để kéo màn lên, hai đứa thấy được thì hãy tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Vậy thôi. Dì cũng hiền quá ha. Gặp cháu hiền, dì cũng hiền nữa. Thôi để kéo màn để coi hai đứa nó hiền cỡ nào. Kéo màn lên. Rồi. Thôi anh có muốn quà tặng em, mới phải mở cho. Dạ. Mở nắp đi mà. Mở nắp ra hả anh? Không, mở nắp đi. Dạ. Anh có thấy gì không? Dạ không. Tại vì anh chưa có nộp thần chú á. Giờ anh sẽ nộp thần chú ở ảnh Ba La. Mở ra thì sẽ có một món quà. Thì sợ chuyện. Anh có thể đeo cho em. Cảm ơn ạ. Cái này là bánh bông lan phô mai. Hồi sáng em dậy sớm em làm á. Để anh về anh thử nha, ngon lắm á. Em tóc lên, em tóc bằng gái lên coi, em tóc lên. Đó. Dạ em cảm ơn. Đẹp không? Nhìn coi ngắm cái dây chuyền coi đẹp không? Em ngắm đi. Chú cứ kế bên ngắm mơ thế nào? Thấy được không? Được rồi. Đi, nhìn ngại thẳng nó nhìn anh chi. Dạ được anh. Được không? Trời ok. Rồi được rồi. Rồi để hai người trò chuyện đi. Thì nói đi. Em thích con trai hay con gái? Em thích một trai một gái. Thì khi nào em rảnh, thời gian rảnh mình hẹn hò á. Trời ơi, vậy được không? Đứa trai đứa gái luôn không? Được. Được hả? Anh đích thích đi thiện nguyện không? Có. Đi thiện nguyện á. Tại em cũng hay đi thiện nguyện á. Thì một năm em thường đi 3-4 chuyến á. Thường hay đến mấy cái vùng núi, vùng xa á. Em đi với đoàn hay sao? Dạ đúng rồi, em đi với nhóm á anh. Hai đứa tổ chức đi riêng thôi, được không? Được hả? Ừ. Nói đi, cảm nhận cô gái thế nào? Em cũng xinh xắn, dễ thương. Với lại nói nhiều, anh thích nói nhiều. Thích nói nhiều hả? Thằng này giống em là chưa có quen ai á.
Hai đứa quen nhau không biết gì luôn á. Hẹn hò đầu tiên thích hẹn ở đâu? Ví dụ lần đầu hẹn hò thì em thích đi đâu? Anh có thích cái không khí quán trầm không? Tại vì em hay uống trà đạo. Tại vì không khí trà đạo nó rất là yên tĩnh. Tính em nó không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt đâu anh. Dạ, vậy để anh cũng thử xem. Được không? Được hả? Nó lời cuối bấm nút được. Trời ơi, chưa gì nó lời cuối rồi. Chưa có gì chân á. Bây giờ nè, hai đứa lấy nhau về ở đâu rồi mình hướng tới tương lai đi. Anh ở quận 8 thì ví dụ mình lấy nhau thì có về quận 8 ở được không? Không sao đâu, tại quận 8 em Thủ Đức mà chạy lên nó khoảng tiếng mà. Về kinh tế thì anh cũng bình thường thôi chứ không có cao. Nhưng mà anh hứa là sẽ cố gắng hết sức. Dạ. Đó là cuối anh. Lời cuối gì chưa mà lời cuối gì. Trời ơi. Bây giờ nói thật lòng nha. Dạ. Em thấy cô gái này xinh không? Xinh. Em khoái không? Khoái. Khoái dữ không? Khoái dữ. Khoái dữ. Rồi nói lời cuối đi. Mà lại gần đó. Lại đi. Dạ dạ. Xin sợi dây chuyền em đang đeo á. Rồi lại. Nửa hình trái tim. Nửa bên kia là anh đã khắc tên anh lên rồi. Nếu mà em có cho anh cơ hội á, thì nửa bên kia là điền tên của em. Ông xin nói lời cuối. Ông mời bước tới cái ông kiểu em như em sợi dây chuyền. Tính nói hồi em không bấm nút em trả tham sợi dây chuyền. Lời cuối xong chưa? À xong rồi. Dễ thương quá. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Khó tìm được một cặp xứng đôi nhỏ con vậy quá ha. Lần đầu tiên em nắm tay đàn ông ấy. Hả? Lần đầu tiên nắm tay trai. Vậy à? Lần đầu tiên nắm tay trai. Dạ. Nắm thử chúng chặt vô nào. À, gì cho con hôn cái. Đó, xin gì đàng hoàng thấy không? À, có chị, có hôn à. Có. Làm liều.